Đây là con smartwatch rẻ nhất của Xiaomi, họ đang bán chính hãng tại Việt Nam tính đến thời điểm này. Đây là Redmi Watch 4 và trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn về cái con đồng hồ này. Theo mình đây là một trong những cái đồng hồ cực kỳ xuất sắc ở phân khúc tầm 2 triệu rưỡi đổ về và nó có đầy đủ tất cả những cái tính năng mà các bạn cần ở một cái smartwatch hiện đại. Chưa kể là nó đã fix được một số lỗi mà trước đây mình từng than phiền rất nhiều trên những cái đồng hồ và những cái smartband của Xiaomi. Rồi, bây giờ thì mời các bạn coi video ha. Trước tiên á thì nhấn mạnh lại ha, đây là một cái đồng hồ Redmi Watch 4, tức là nó thuộc cái phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy đây là một cái đồng hồ đủ tốt để mình giới thiệu cho các bạn. Với cái con Redmi Watch 4 này nè, các bạn không cần phải chi quá nhiều tiền mà các bạn vẫn có được một cái smartwatch. Thứ nhất là màn hình to. Cái màn hình này á là màn hình AMOLED và cái kích thước của nó lên tới 1,93 inch. Đây là một cái màn hình rất là to nha các bạn. Viền màn hình xung quanh thì vẫn còn hơi dày đó, nhưng mà ở phân khúc giá rẻ này thì ok, cái này mình có thể chấp nhận được. Màn hình này cũng rất sáng nha, khi mà mình đi ra ngoài nắng coi thoải mái không vấn đề gì hết. Độ sáng tối đa lên được 600 nit. Và một điểm mình thích đó là nó có tính năng tự động điều chỉnh được độ sáng. Thì khi mà các bạn ra ngoài trời nó sẽ tự tăng độ sáng lên, khi mà các bạn vào trong nhà hoặc là trong những cái môi trường tối nó tự giảm lại, các bạn không cần phải chỉnh thủ công. Một điểm cộng nữa của Redmi Watch 4 đó là cái tần số quét của màn hình bây giờ đã là 60Hz rồi, cho nên nó sẽ mượt hơn so với lại con Redmi Watch 3 mà năm ngoái mình làm cho các bạn coi. Chưa kể là nó cũng hiển thị màu sắc và cái độ chói của cái vật thể mà phản chiếu bên trong á nó cũng ít hơn so với lại Redmi Watch 3 luôn. Đây là một cái nâng cấp rất đáng giá nha các bạn. Về độ phân giải á, thì thật ra nếu mà so với lại những con của Mi Switch hay là của chính Xiaomi mở phân khúc cao hơn á, thì cái màn hình này độ phân giải cũng chưa phải là quá cao đâu, nhưng mà nó vẫn ở một mức chấp nhận được và không quá thấp để mà chữ nghĩa này nọ tất cả mọi thứ vẫn hiển thị đẹp, rõ ràng, sắc nét. Và theo mình thì đây là một cái màn hình khá là cân đối cho tất cả những cái nhu cầu sử dụng thông thường. Nói nhanh chút xíu về phần chất liệu á, thì cái khung bên ngoài này nè là nó làm từ hợp kim nhôm nha các bạn. Còn riêng cái núm xoay á thì Xiaomi họ nói là họ làm nó từ thép không rỉ. Thiết kế của con Redmi Watch 4 thì thật ra là cũng đơn giản thôi, cũng không có quá nhiều điểm mới hoặc là quá nhiều điểm nổi bật để mà mình chia sẻ về cái đồng hồ này. Cơ bản thì nó là một cái đồng hồ mặt khá là vuông và mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cả nam lẫn nữ luôn. Tuy nhiên kích thước của nó thì hơi to một chút, cho nên là nếu mà các bạn nữ tính đeo á thì các bạn có thể chạy ra những cái cửa hàng hiện nay ví như là Cellphone S này nọ đó, các bạn đeo thử đi coi nó có to quá hay không. Tại vì có những bạn nữ thích mặc đồng hồ nhỏ thôi, như vợ mình thì lại thích mặc đồng hồ to, còn với các bạn nam thì mình thấy đeo này là ok rồi, không vấn đề gì hết. Năm nay á, Xiaomi họ cũng thay đổi cái dây đeo của con Redmi Watch lên cái kiểu dây đeo mới. Thì Xiaomi họ nói là cái kiểu dây đeo này là một cái thiết kế để mà các bạn có thể đeo nhanh hơn. Nhưng bản thân mình ha, thì mình thấy là cái kiểu dây đeo này mình không có quen lắm. Mình thấy là nó đeo nó cứ lộng cộng sao á. Hiện nay thì mình đã xài nó được khoảng 10 ngày. Và tới khoảng 3-4 ngày á, mình mới quen với cách đeo mới này. Thì mình nghĩ là nếu mà các bạn không thích cái dây đeo này thì cũng không sao. Tại vì trên Shopee sẽ bán rất nhiều những cái sợi dây dành cho các dòng đồng hồ của Xiaomi và kể cả con Redmi Watch cũng vậy. Cho nên nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể lên mua những cái kiểu dây khác, không vấn đề gì ha. Con đồng hồ này tuy giá của nó chỉ vào khoảng 2 triệu rưỡi đổ lại thôi, nhưng mà các bạn vẫn sẽ có được GPS tích hợp nha các bạn. Đây cũng là một cái tính năng đáng chú ý dành cho những bạn nào mà thích đi tập thể thao ngoài trời và các bạn không muốn đem điện thoại theo. Lúc đó các bạn có thể đạp xe, các bạn có thể đi bộ, chạy bộ mà GPS nó vẫn tracking được. Như vậy thì nó sẽ đưa ra được cái chỉ số chính xác hơn liên quan tới quãng đường. Mà quãng đường thì nó còn liên quan tới nhiều chỉ số khác như là kilocalo các thứ nữa. Thì đây sẽ là một lợi thế dành cho con Redmi Watch 4 này. Không nhiều con đồng hồ ở tầm dưới 2 triệu rưỡi đổ xuống, đặc biệt là đến từ các thương hiệu lớn như kiểu Xiaomi á, mà có tích hợp GPS rồi nha. Một số cái thương hiệu nhỏ hơn và họ chuyên làm smartwatch thì thậm chí 1 triệu mấy cũng đã có GPS tích hợp rồi. Nhưng mà đây là một trong những con đồng hồ giá rẻ của Xiaomi mà lại có GPS tích hợp, chứ thường là phải Xiaomi là 3-4 triệu, thậm chí 5 triệu trở lên thì mới có GPS tích hợp nha các bạn. Ồ, con Redmi Watch 4 thời gian bắt GPS cực nhanh nha các bạn. Đây là một trong những cái đồng hồ giá rẻ mà bắt nhanh nhất mình từng thấy luôn á. Trước giờ là mấy con kể cả mắc tiền hơn cũng không có bắt nhanh như vậy. Vừa ló đầu ra đường một cái là nó bắt được liền luôn. Dã man thiệt. Rất lẹ nha. Con Redmi Watch 4 này nó vẫn hỗ trợ chống nước 5 ATM, cho nên là các bạn có thể đem nó đi bơi được, không vấn đề gì, nhưng mà nhớ là đừng đem xuống biển. Thì khi mà mình bơi á, mình nhận thấy là có hai điểm mà Xiaomi họ đã khắc phục so với trước đây, và đây là những cái điểm mà mình nghĩ là các bạn nào thích bơi sẽ cực kỳ đáng chú ý. Thứ nhất ha, trước đây tất cả những con smartband và smartwatch của Xiaomi bị một cái lỗi, đó là khi mà mình bơi hết một cái chiều dài hồ bơi rồi đó, nó không có cập nhật liền cái số mà mình đã bơi. Mình phải đợi khoảng 3-4 thậm chí 5 giây thì cái số đó trên màn hình nó mới nhảy. Nó ảnh hưởng tới cái việc mà mình coi là mình đã bơi bao nhiêu vòng rồi và nó khá là khó chịu. Thì năm nay á, Xiaomi Redmi Watch 4 đã khắc phục nhược điểm đó.
mình bơi về tới nha là số nó nhảy liền. Chỉ có đúng một lần duy nhất á, là nó bị delay 2 giây, số nó mới nhảy thôi. Nhưng mà chỉ bị đúng một lần ở trong rất là dài ngày. Thì đó là một cái vấn đề mà mình nghĩ là có thể bỏ qua được. Và năm nay á, mình đã có thể tự tin đem những con đồng hồ này đi bơi rồi. Nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn rất nhiều. Và thứ hai, trước đây á, những con đồng hồ của Xiaomi để mà các bạn gọi là tạm dừng và khôi phục lại cái việc tracking á, nó lằng nhằng lắm. Bạn phải unlock màn hình rồi này nọ qua nhiều bước. Năm nay á, thì thật ra cũng chưa phải là quá tiện đâu. Nhưng mà Xiaomi họ có cải tiến ở chỗ là nếu mà các bạn muốn unlock á, khi mà các bạn đang khóa màn hình vì bơi, vì xuống nước á, thì các bạn đầu tiên là sẽ vặn nhẹ cái núm này ha. Nó sẽ unlock màn hình. Sau đó vuốt qua. Sau đó các bạn có thể nhấn vào cái nút tạm dừng. Hoặc là nếu mà tay đang ướt á, không tiện để mà nhấn vào nút tạm dừng thì nhấn tiếp vào cái núm xoay này cũng được. Còn để khôi phục á, thì cũng chỉ cần nhấn vào núm xoay này một lần nữa thôi. Thật ra mình nghĩ là vẫn có cách làm cho cái tính năng pause và resume này nó tiện hơn nha. Dễ thôi, đó là khi mà đang bơi mà muốn pause resume á, thì cứ nhấn giữ cái nút này là xong. Tương tự nếu mà muốn resume thì cũng nhấn giữ mà thôi. Tương tự như rất là nhiều những cái đồng hồ khác của những hãng khác. Thì mình hy vọng là Xiaomi họ sẽ tiếp tục fix thêm cái vấn đề này nữa để cho cái việc sử dụng nó tiện nhất có thể. Tại vì các hãng khác như là Amazfit nè, Garmin nè, mấy đồng hồ của Huawei này nọ, họ làm cái chuyện này rất là tốt. Thì mình vẫn mong là Xiaomi họ quan tâm hơn tới cái phần bơi. Tại vì như mình thì cái môn bơi là môn chủ yếu mà mình chơi mà. Con đồng hồ này thì nó vẫn có đầy đủ mấy cái tính năng tracking sức khỏe ha. Năm nay thì Xiaomi họ có nói là cái cảm biến nhịp tim kết hợp á, thì họ có nâng cấp lên một cái thế hệ mới hơn. Mình xài thì mình cũng thấy là tính năng tracking nhịp tim liên tục thì nó vẫn có tính năng tracking về sức khỏe, về giấc ngủ, rồi về SPO2 các thứ thì nó cũng có đầy đủ. Mình thấy là nó cũng không khác nhiều so với lại đa số những cái smartwatch hiện nay. Cho nên phần này thì mình không có gì đặc biệt để mà chia sẻ với các bạn ở trong cái video này. Cơ bản là nó có đầy đủ hết á. Các bạn cần cái nào thì các bạn bật cái đó lên. Và mình thấy là nó cũng ok, không có vấn đề gì. Mình theo dõi thì mình không có thấy chỉ số nào mà nó bị lệch quá nhiều hay là nó bị có vấn đề gì đặc biệt so với lại những gì mà mình thường theo dõi. Con Redmi Watch 4 á, nó hỗ trợ nghe gọi trực tiếp từ đồng hồ nha các bạn. Tại vì nó có loa và micro. Khi mà mình ghép đôi con đồng hồ này với lại iPhone á, thì thậm chí là mình không chỉ nhận được cuộc gọi thông thường đâu, mà mình nhận được luôn cả cuộc gọi từ Grab nè, từ Zalo, từ Facebook Messenger. Nói chung là những cuộc gọi nào mà đi qua cái đường CallKit của Apple á, thì nó đều có thể trả lời được ngay từ cái đồng hồ này. Có một số ứng dụng thì nó sẽ không hiện được tên người gọi lên, hoặc là nó hiện một cái dãy số bất kỳ. Thì lúc đó cũng ok, tạm chấp nhận được, mình thấy là không sao. Còn tất nhiên nếu mà các bạn thực hiện cuộc gọi thông thường thì nó sẽ lên tên người gọi là cái đó bình thường rồi ha. Chất lượng đàm thoại thì lại một lần nữa nó cũng ở mức ổn. Tức là nếu mà các bạn xài trong nhà thì các bạn vẫn sẽ trả lời được, vẫn sẽ nghe được. Nhưng mà ra ngoài đường ồn á, thì cũng không nghe mấy đâu. Hiện nay thì mình thấy chưa có con smartwatch nào, kể cả những con rất là cao cấp, có thể cho cái trải nghiệm call ở ngoài đường mà nó ngon hết. Hiện tại thì chưa. Xiaomi nói là con Redmi Watch 4 á, thời gian dùng pin tối đa của nó lên được tới 20 ngày. Bữa giờ là mình xài được khoảng gần 10 ngày mà pin của nó vẫn còn rất là thoải mái. Hiện tại đang vẫn còn tới 72% pin. Tại vì thật ra thì mình không đeo nó đi ngủ. Đeo nó đi ngủ thì cái thời gian đó nó sẽ càng giảm hơn nữa ha. Thì từ trước đến giờ thật ra pin chưa bao giờ là nhược điểm của những con như là Redmi Watch 3 và Redmi Watch 4 hết. Cho nên là phần này thì các bạn có thể thoải mái sử dụng 10 ngày, 14 ngày. Thậm chí như Xiaomi quảng cáo là 20 ngày cũng không vấn đề gì đâu. Với những cái đồng hồ mà chạy hệ thống RTOS như thế này thì thời gian dùng pin tầm mười mấy 20 ngày là chuyện bình thường nha các bạn. Rồi, trước khi kết thúc á, thì con Xiaomi Redmi Watch 4 này nè, thì nó không chỉ dùng được với điện thoại Android mà sẽ dùng được với cả iPhone nữa ha. Cho nên cơ bản là các bạn bất kể là xài Android hay iPhone thì các bạn đều có thể xài được con Redmi Watch 4 này, không có gì phải lo lắng. Cái ứng dụng Mi Fitness mà để đồng bộ dữ liệu của con đồng hồ này á, thậm chí là nó còn hỗ trợ luôn đồng bộ những cái data đó qua cái Apple Health nữa. Không nhiều những ứng dụng bên thứ ba có thể làm được chuyện này nha các bạn. Ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ cả Strava nếu như mà bạn nào có chơi Strava. Nhược điểm của con Redmi Watch 4 này là gì? Thứ nhất ha, là tuy màn hình nó to nhưng mà mình thấy là mấy cái icon và chữ viết á, có vẻ là nó được scale theo cái màn hình mà nó chưa có theo cái tỷ lệ hợp lý lắm, cho nên nhìn nó hơi lạ. Nó không ảnh hưởng gì tới trải nghiệm sử dụng bình thường hết, chỉ là nhìn nó hơi lạ thôi. Và thứ hai á, đó là như mình nói lúc đầu á, những cái tính năng về tracking bơi mà pause resume á, Xiaomi họ hoàn toàn có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Họ có cải thiện so với đời trước rồi đó, nhưng mình vẫn muốn là nó tốt hơn và tiện dụng hơn. Và thứ ba đó là cái đồng hồ này có thể là nó sẽ hơi to so với một số bạn ha. Thì các bạn nhớ để ý khi mà lựa Redmi Watch 4. Và theo như trải nghiệm của mình á, thì mình thấy là nó cũng to hơn khá so với lại con Redmi Watch 3 năm ngoái nữa đó nha. Nếu được thì các bạn có thể chạy ra những cửa hàng hiện nay á, các bạn đeo thử lên tay coi, nếu mà hài lòng thì mua ha. Còn với cái mức giá tầm 2,5 triệu đổ lại á, thậm chí có thể thấp hơn tùy các bạn săn sale, thì mình thấy đây là một trong những con đồng hồ mà mình có thể sẵn sàng recommend được cho các bạn với cái tầm ngân sách cỡ 2,5 triệu đổ xuống. Rồi vậy ha, cảm ơn các bạn, đó là chia sẻ của mình về Xiaomi Redmi Watch 4, một con đồng hồ mình cảm thấy rất là hứng thú và xài rất ok. Các bạn có câu hỏi nào thêm thì mời các bạn comment giúp mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.